Hi, xin chào tất cả mọi người Hôm nay là tối ngày 28 tháng 8 năm 2022 là buổi tối ngày chủ nhật chúc cho các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới thật nhiều thành công thì tuần sau cũng là tuần cuối cùng của tháng 8 và bắt đầu của tháng 9 thì chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ lễ Quốc Khánh là mùng 1 và mùng 2 tháng 9 đây là cái ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầu tiên mà chúng ta được nghỉ hai ngày Bình thường những năm trước chúng ta sẽ được nghỉ lễ uh, quốc khánh là một ngày là ngày 2 tháng 9 nhưng mà bắt đầu từ năm 2022 thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ quốc khánh nữa là hai ngày lễ quốc khánh và lần này nó lại trùng vào dịp cuối tuần là vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy chính vì vậy mà cũng dự đoán là sẽ có một cái cuộc dịch chuyển uh, một cuộc di chuyển rất là nhiều đến những cái địa danh du lịch hoặc là về thăm quê thì mọi người cũng hãy chuẩn bị sức khỏe cũng như là um, hành trang để chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình dài. À, trong tuần sau. Và trong uh, uh, số ngày hôm nay thì chúng sẽ chia sẻ về một hoàng tử của nhà Đinh. Thì uh, trong số trước chúng đã chia sẻ về uh, uh, hoàng tử uh, Đinh Liễn hay là Nam Việt Vương uh, Đinh Liễn, đó là con uh, trai cả của vua Đinh Tiên Hoàng. Thì hôm nay là một uh, hoàng tử thứ cũng như là ông đã được chọn là thái tử của nhà Đinh, đó chính là Đinh Hạng Lang. Thì Đinh Hạng Lang thì um, không rõ năm sinh mất năm 979 là thái tử nhà Đinh, con trai út của Đinh Tiên Hoàng. Ở Đinh Tiên Hoàng thì có ba người con trai đó chính là Khuông Niễn hay là Đinh Niễn, uh, Đinh Toàn và Hạng Lang. Trong đó con cả Đinh Niễn là người cùng Đinh Bộ lĩnh đánh dẹp 12 sư quân lập lên nhà Đinh. Năm Mậu Thìn 968 khi Đinh Bộ lĩnh lên ngôi đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, uh, Định Đồ Hoa Nư, Đinh Niễn được phong làm Nam Việt Vương. Và cái chức này của ông cũng đã được nhà Tống công nhận. Trong ba con trai của Đinh Bộ Lĩnh chính sử ghi chép, Hoàng tử Đinh Toàn sinh năm 974 mà không ghi năm sinh của Đinh Niến và Đinh Hạng Lang, rất có thể hai hoàng tử này sinh trước uh, năm 968 khi Đinh Bộ Lĩnh chưa nên ngôi hoàng đế. Các ý kiến hiện nay cho rằng Hạng Lang là con của Hoàng hậu, uh, Hoàng thị vốn là phu nhân họ Ngô, mẹ của sứ quân Ngô Nhật Khánh. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán vì sử sách không ghi ai là mẹ của Hạng Lang. Nhà nghiên cứu tạ trí đại trường cho rằng năm 974, năm sinh của Hoàng Thứ Tử Toàn là tiếp nối việc Hoàng Tử Trưởng được sinh ra trước đó. Năm 978, Toàn được phong cùng lúc với Hạng Lang, một người được chỉ định kế nghiệp, một người là chức vương phù trợ vệ vương. Tình hình tiến triển như thế chứng tỏ thứ bậc liên tiếp của hai người trong cùng một hệ phái, đồng thời cũng gián tiếp xác nhận Hạng Lang là em của vệ vương Đinh Toàn năm mậu dần 978, Đinh Bộ Nính lập Hạng Lang làm thái tử. Theo chính sử, lúc ấy Hạng Lang mới lên 4 tuổi. Đinh Điễn tức quá vì đã từng theo cha đánh dẹp 12 sứ quân, lập được nhiều công lớn mà không được chọn nên đã giết chết Hạng Lang vào mùa xuân năm 979. Sau đó, Đinh Bộ Nính và Đinh Điễn cũng bị một viên quan là Đỗ Thích giết chết. Người con trai còn lại của Đinh Bộ Nính là Đinh Toàn nên ngôi. Ngô Sĩ Niên viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển số 1 như sau. Chuyển ngôi cho con trưởng là đạo thường của muôn đời, bỏ đạo ấy mà không có biến loạn thì quả chưa bao giờ nghe vậy. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập thái tử, nhưng trước hết phải chọn người có công, nếu con trưởng ác đức thì phải phế bỏ, đi rồi sau đó mới lập con thứ. Thế là sự việc núc biến mà vẫn được đúng, người xưa cũng từng làm, Nam Việt Vương Đinh Điến là con trưởng, từng có công nào chưa thấy có nỗi, Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng. Tưởng thế là thỏa tình yêu quý nào có biết đâu, như thế là làm hại con, còn như đinh Niễn giết em, nhẫn tâm đến thế thì rõ là thiên đạo và nhân luân đều mất hết. Tức là tự chuốc họa thiệt thân, lại còn liên lụy đến cha nữa, há chẳng rùng rợn lắm sao? Nếu không như vậy thì tội ác của Độ Thích vì đâu mà có, đúng như lời sấm truyền. Đinh Hạng Lang cùng Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điển và Đinh Toàn được thờ ở đền Vô Đinh, huyện Hoa Nư, tỉnh Ninh Bình về cột kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Na Ni. Theo giáo sư Hà Văn Tuấn năm 1963 ở Hoa Nư phát hiện được một cột kinh Phật do Hoàng tử Đinh Niễn sai dựng năm 1973. Sang năm 1964 lại phát hiện cột kinh thứ hai và đến năm 1978 có thêm 14 cột kinh tương tự. Trên các cột kinh này đều có khắc bài Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Na Ni. Theo đó Hoàng tử Niễn đã dựng thảy 100 chiếc như vậy để cầu siêu cho người em là Đại Đức Đính loa tăng loa đã bị ông giết Đệ tử là suy thành thuận hóa Tĩnh hải quân tiết độ sứ Đặc tiến kiểm hiệu thái sư Thực ấp một vạn hộ nam Việt vương đinh khuông niễn Vì vong đệ là đại đức Đính loa tăng loa Không làm điều trung hiếu Không thờ anh và cha lại có lòng ác Trái với sự yêu thương và khoan dung Anh không thể bỏ qua nên đã làm tổn hại Đến tính mệnh của đại đức Đính loa tăng loa để chọn vẹn tình nhà nghĩa nước lời người xưa rằng đã tranh quan thì không nhường ra tay trước mới là hay đến nỗi ra tình hình như vậy nay nguyện là một trăm cột kinh để cúng cho vong đệ và những hồn ma của người chết trước đây và sau này cầu cho tất cả giải thoát không phải tranh giành kiện tụng trước hết là chúc cho đại thắng minh hoàng đế mãi mãi làm chủ trời nam giữ nguyên uh, ngôi báu đệ tử suy thành thuận hóa tĩnh hải quân tiết độ sứ đặc tiến kiểm hiệu thái sư thực ấp vạn hộ Thì uh, trong số ngày hôm nay thì Trung cũng đã chia sẻ về một uh, vị thái tử của nhà Đinh, đó chính là Đinh Hạng Lang. Thì ông đã được nập lên uh, ngôi thái tử khi còn nhỏ. Nhưng mà đến mùa xuân năm 1900 đến mùa xuân năm 979 thì uh, Đinh Khung Liễn là Đinh Liễn đã giết uh, Đinh Hạng Lang. Uh, tuy nhiên thì Đinh uh, Liễn cũng không bị vua cha xử tội. Tuy nhiên thì trong năm đó uh, Đinh uh, Liễn và uh, Đinh uh, Tiên Hoàng đã bị một viên uh, quan tri hậu Độ thích đầu độc và chết năm 979 và sau đó thì là con trai cuối cùng của đinh tiên hoàng đó chính là đinh toàn đã lên ngôi và cũng là vị vua cuối cùng của nhà đinh và chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực sang tay nhà tiền nê đó chính là nê hoàn hay là nê đại hạnh thì trong số ngày hôm nay thì chúng đã chia sẻ về một trong những nhân vật lịch sử của nhà đinh cũng như là một phần trong giai đoạn uh, lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ thứ 10 thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.